Hello anh em, lại là mình đây. Tiếp tục video ngày hôm nay thì anh em cùng vào xem mình kiếm cơm gạo ở trò chơi sóc đĩa trong con game VV777 này như nào mà luôn thắng và luôn có lãi được ở trong cái trò chơi này nhá. Ok, ván này đã về lẻ 3 trắng rồi này. Và cái số điểm hôm nay mình mang vào là 31.71m nhá, coi như là gần 32m đi. Và cái bảng cầu hôm nay thì đang nghiêng với bên lẻ này. Lẻ 2-3 ván, lại 3-1 này. Tổng 1, tổng 2, tổng 3, tổng 4, tổng 5, tổng 6, 6, 6, 3 là 9, 9, lẻ lẻ vào chẵn nhá. Chết rồi, ấn vào 5M thôi, lại quá mất 5 lít rồi. Ok, húp ván đầu tiên này. Húp ván đầu tiên ở đây về chẵn, bây giờ lại thành cái đường cầu 1, 2, 1 này. 1, 2, 1 ở đây, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ok, mình sẽ bắt theo cầu cái ván này nhé. Đi theo 121 luôn. Và lót 3 trắng 500k cái ván này nhé. Tại vì bảng cầu nó cũng đang nghiêng về bên lẻ ấy. Ok, chuẩn luôn này, về 3 trắng luôn này, húp cả hai nhé. Thường thì khi chơi ấy, anh em muốn mà x2 x3 tài khoản nhanh ấy thì thường là mình phải bắt trúng vị thì cái số điểm của mình nó mới tăng lên nhanh được. Tiếp tục lại là 3-1 ở đây, tổng 1, tổng 2, 2, 2 cộng với 3 là 5, 5 lẻ lẻ lại vào chẵn này. Vào chẵn ở cái ván này. Ok, húp này. Chuẩn luôn về sấp đôi này. Bây giờ từ 32 lên 48.76m rồi này, đúng chưa? Tiếp tục 1-1, 1-1, 1-1. 6 ván à? 6 ván này có khả năng về tứ rất là cao đấy. Nên cái ván này mình sẽ test thử nhá. Vào 4M ván này xem nào. Xem nó có về sấp đôi, à về tứ không nhá. Ok, ở cái ván này lại không về tứ rồi. Test thử xem có về tứ không. Tại vì thường là ra cầu so le từ 6 đến 8 ván thì thường hay về tứ. Nhưng ở cái ván này nó lại không về tứ rồi. Nó lại về lẻ 3 đỏ này. Lẻ 3 đỏ ở đây vẫn đang là cái cầu 1-1 này à. Lẻ 3 đỏ, ok, ván này mình sẽ tiếp tục vào chẵn nhá. 5M. Đi theo cầu. Ok rồi, ôi ván này nó mới về tứ này anh em này. Trời ơi, tiếc quá. Tiếp tục tứ. Có về tứ thì thường ván sau hay ra sấp đôi. Nhưng mà ở cái bảng cầu này lại đang nghiêng về bên lẻ. Đang nghiêng về bên lẻ. Ok, mình vẫn sẽ bắt vào bên màu đỏ nhá. Ok, chuẩn luôn này. Húp luôn này, về sấp đôi này. Vì thường là về tứ xong ấy thì ván sau sấp ba hay sấp đôi nhá. Rất là hay ra sấp đôi, nên là anh em phải lưu ý nhá. Mặc dù là cái bảng cầu nó có nghiêng ấy, nhưng mà thường 90% là nó sẽ về sấp đôi. Bây giờ lại là 3-1 ở đây. 3-1 bảng cầu nghiêng lẻ. Sẽ vào bên lẻ nhé, nhưng ván này mình sẽ vào nhẹ thôi, tại mình không chắc lắm. Úi giời ơi, ván này lại ra tứ này. Mình cứ ván nào mình thấy hơi phân vân là mình sẽ vào nhỏ nó đi. Còn thường là cái phương pháp an toàn thì mọi người sẽ đi đều vốn. Nhưng mà chúng ta nếu mà đã có kinh nghiệm rồi, hoặc là đã chơi và đã nắm chắc được hần hết các đường cầu rồi, thì chúng ta sẽ có những cái tay big lên để chúng ta sẽ x2 x3 tài khoản một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn nhé. Ok, ván này thì mình sẽ bỏ qua nhé, đã không kịp rồi. Tiếp tục ở ván này lại về lẻ 3 đỏ này, tứ xong về lẻ. Tứ xong về lẻ 3 đỏ cái ván này. 3-1. 3-1. 3-1 ở đây, lẻ 3 đỏ, lẻ 3 đỏ. Ok, ván này mình sẽ vào bên màu đỏ nhé. Vào 5M. Tại vì ở đây là mình sẽ bắt theo đa số nhá. Ok, chuẩn chưa? Cứ lẻ 3 đỏ là tay sau y rằng mình sẽ bắt về bên chẵn. Bây giờ cái số vốn của mình mới đầu có 32 mà giờ lên 55.54M rồi này. Và đến đây thì mình đã đạt đủ cái chỉ tiêu mà mình đề ra rồi, thì chúng ta có thể nghỉ ở đây nhá. Vì với cái mức điểm mang vào mới đầu chỉ có là gần 32M thôi, đúng chưa ạ?
và bây giờ vốn của chúng ta đã lên 55M rồi, là chúng ta đã lãi hơn 20M rồi. Và làm gì trong vòng 6 phút để lãi hơn 20M bây giờ, đúng không ạ? Nên là đến đây thì mình cũng xin phép là mình sẽ không vào vốn tiếp nữa để giữ cái số lãi và cái số vốn của mình. Anh em xem video thấy hay thì đừng quên cho mình một lượt like cộng một lượt đăng ký kênh nhé. Và hẹn mọi người ở cái video sau với những cái mẹo hay và những cái phương pháp mới nhất mà mình đã từng áp dụng và đã giành chiến thắng ở trong cái trò chơi này. Thì mình sẽ làm một cái video sau. Mọi người nhớ đón đợi ở cái video sau của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.